Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin chôn bóng đá ngày 11 tháng 7. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chôn đáng chú ý sau. Quyết phân thắng bại U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tiễn đội chủ nhà Indonesia hơi dài. Trước khi bước vào trận gặp U19 Thái Lan, U19 Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm và hiệu số nhìn hơn đối thủ. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ cần một kết quả hòa trước coi chiến là sẽ chắn chắc giành tấm vé đi tiếp. U19 Việt Nam nhập cuộc tương đối chậm rãi, trong khi đó, Thái Lan với mục tiêu buộc phải ghi bàn nên dâng cao ngay từ đầu, hai đội thi đấu giằng co và có nhiều pha va chạm khi tỷ số vẫn đang là 0-0, có lúc căng thẳng dâng cao vít bang nhau tới nơi rồi. Đến phút 72, thủ môn Văn Bình băng ra cản phá hụt quả tạt, Thái Lan chớp thời cơ mở tỷ số, nhưng chỉ 4 phút sau, U19 Việt Nam đã gỡ hòa thêm một lần nữa, đội trưởng Khất Văn Khang tỏa sáng. Với kết quả này, Indonesia sẽ bị loại dù có thắng bao nhiêu bàn đi nữa. Và tới 10 phút cuối, cổ động viên chủ nhà đã phải nếm mùi cay đắng. U19 Việt Nam cầm bóng chuyền qua chuyền lại, U19 Thái Lan thì không thèm vào lấy bóng. Cơ mà trách ai bây giờ, Indo phải tự trách mình sao không thể chọc thủng lưới Thái Lan và Việt Nam. Vậy là Việt Nam Thái Lan dắt tay nhau vào bán kết, chủ nhà Indonesia khóc một dòng sông. Huấn luyện viên Jinte giọng cay cú khi Việt Nam bắt tay Thái Lan loại Indonesia. Ở trận đấu bên kia, Indonesia đã thắng Myanmar tới 5-1. Thế nhưng kết quả này không đủ để đội chủ nhà đi tiếp. Huấn luyện viên Jinte giọng tỏ ra cay cú với trận hòa giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Ông nói: U19 Việt Nam và U19 Thái Lan lẽ ra nên chơi sòng phẳng với nhau, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Có lẽ hai đội bóng đó đều e ngại U19 Indonesia. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và không hài lòng chút nào về trận hòa của họ. Thái Lan và Việt Nam bắt đầu cảm thấy rằng Indonesia ngày càng trở nên mạnh hơn nên có lẽ họ phải làm như vậy. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng không hề giảng vừa. Tôi nghĩ trận đấu giữa U19 Việt Nam và Thái Lan có vấn đề gì đó, họ có vẻ như toan tính lẫn nhau. Quả thực luật thi đấu đã quy định và chúng ta không thể đi tiếp, tôi không dám phán xét và không thể nói gì nhiều về trận U19 Việt Nam và Thái Lan. Nhưng tôi thấy từ phút 70 hiệp 2, bóng đá chỉ loanh quanh ở giữa sân. Tôi nghĩ đáng lẽ họ phải chơi fair play hơn, huấn luyện viên của Indonesia còn nói thêm. Luật áp dụng tính đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm đã không còn được AFC hay FIFA sử dụng nữa. Nhưng hơi kỳ lạ là các giải của AFF vẫn còn sử dụng. Do đó, trong các giải tới tôi nghĩ luật này nên thay đổi. Ơ hay, U23 châu Á mới đá vẫn còn dùng luật này mà. Và quên, Indo có được đá giải này đâu mà biết. Ra mắt Man City, Haaland lập tức nhắm đến MU. Phát biểu trong buổi lễ ra mắt, khi được hỏi mong muốn đối đầu với đội bóng nào nhất, tiền đạo người Na Uy trả lời: tôi không muốn nói những lời này, nhưng là Manchester United. Haaland từng được liên hệ chuyển đến Old Trafford, nhưng anh đã từ chối, một phần vì cha anh cũng từng là cầu thủ của Man City tại kình địch với Man United. Giải thích lý do tại sao chọn đầu quân cho Man City, Haaland chia sẻ: tôi có cảm giác về điều gì đó. Khi đối đầu với Man City, tôi phải nói rằng nó là một đẳng cấp khác. Cách họ tiếp cận trận đấu, cách họ chơi bóng, cách họ kiến tạo cơ hội. Đó là lý do tôi muốn trở thành một phần của đội bóng này. Tôi là một tiền đạo, tôi muốn vui vẻ. Khi vui vẻ, tôi ghi bàn, tôi cười, tôi thích chơi bóng và mọi thứ. Cuối cùng, tôi chỉ mong được cười thật nhiều. Đây là thử thách mới, mọi thứ đều mới. Tôi thực sự muốn tìm kiếm chiếc cúp Champions League. Lukaku vừa trở lại, ghi bàn giúp Inter giành chiến thắng 10-0. Sau một mùa giải đáng quên ở Chelsea, Romelu Lukaku đã tìm mọi cách để trở lại Inter Milan. Mới đây trong trận giao hữu đầu tiên của Inter Milan gặp đội bóng hạng 5 của Italia, FC Milan Messi, Lukaku thi đấu với sự tự tin cao độ, sông sáo và kết hợp nhuần nhuyễn với Lautaro Martinez trên hàng công. Lukaku ghi được một bàn, Inter thắng chung cuộc 10-0, đúng là như cá gặp nước, như lữ bố gặp điêu thuyền. Lukaku là Genoa họ và chắc về Inter thì anh phục vụ tận tình nhất. Trong khi đó tại Stamford Bridge, Chelsea hiện đã đạt mọi thỏa thuận chiêu mộ Raheem Sterling của Man City thay Lukaku. Sterling không phải là trung phong nhưng anh vẫn có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Không có Lu thì lại có Linh, Chelsea có vẻ mỗi giữ mãi chất hài trên hàng công của đội. Cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh bị điều tra trốn thuế. Có tới 329 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang bị điều tra vì nghi ngờ trốn thuế. Trong số này, có nhiều người đang thi đấu tại Premier League. Cơ quan điều tra thuế của Anh, HMRC đã thu thập nhiều dữ liệu về tình trạng trốn thuế của các cầu thủ. Tổng số người bị điều tra trong năm 2021-2022 tăng đáng kể so với mùa giải trước. Khoảng 31 câu lạc bộ và 91 người đại diện cũng đang được điều tra. HMRC đang đẩy mạnh công việc của mình để chống lại những kẻ lừa đảo về thuế trong bóng đá. Họ đã chỉ định một nhóm chuyên gia chống gian lận để phối hợp với dự án tuân thủ bóng đá của FA. HMRC sẽ tìm cách chấn áp việc tránh thuế liên quan đến các thỏa thuận về quyền hình ảnh. HMRC coi bóng đá là một ngành công nghiệp mà hàng triệu bảng tiền thuế có thể rất dễ dàng không được trả, nhất quyết không để điều đó xảy ra.
HMRC cho biết họ đã thu thêm 560 triệu bảng tiền thuế liên quan đến bóng đá kể từ năm 2015. Bản tin ngày hôm nay đến đây cũng xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ like, share, đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.